Hey hey, hello tất cả các anh chị yêu thương nào. Các chị ơi, có cái gì cho sao bằng cái request ấy được không ạ? Cho đi ạ. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, tiếng ngọt thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vừa lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất có sao buồn tênh. Trái đất có sao buồn tênh. Dương phố bông thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua, vừa qua. Gương áo bông dáng mái tóc ngát sương người xưa. Thì ra mình say nên từng bóng dáng rượt trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân dài mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con được không anh buồn tên. Em muốn lấy bao thương yêu anh trao em đi chơi vơi. Chỉ riêng hai đứa em thôi. Muốn con khép mắt vẫn thôi chỉ riêng mình ta. Mình ta. Có nỗi tiếc mãi mới biết trái ngang đời ta. Rời xa không lời nói chia ly vội vàng. Để riêng mình ta ôm hình bóng đang cay chi riêng mình ta. Đang cay chi riêng mình ta. Đang cay chi riêng mình ta. Hello chị Nguyễn Môn nè, chị Trang Nguyễn, chị Tì Hào, Hoác Quả Vân. Hey. Hey. Cánh tay của anh chị yêu thương đâu rồi mọi người ơi? Mỗi người hãy ấn like, thả tim và bình luận xem mọi người chúng ta đang ở tỉnh thành nào, con số của mọi người để Minh Nguyệt và Sa Văn cùng chào đón toàn thể quý chị nào. 86 xin vẫy tay chào. 18 xin vẫy tay chào. I love you. I love you. Tay đâu chị Lan ơi, tay tay tay. Hey. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Mình ta. Tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Mẹ vui lại lên sao lại thấy cô đơn lạ thường. Ngày anh rời xa tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất ở sao vì tình. 38 dạng 38 à. Xuống phố bông thấy thấp thoáng dáng ai vượt qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát thương người xưa. Thì ra mình say nên từng bóng dáng sẽ trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Hello 29 nè, 50 nè, 37 nè, 71. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng đau. Buồn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi anh quay mặt đi con đường không anh buồn tên. Em muốn lấy bao nhiêu thương em trao anh để chơi vơi. Mỗi tôi khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Chỉ riêng mình ta. Có nỗi tiếc mãi mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng. Để riêng mình ta ôm mình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta. Đắng cay chỉ riêng mình ta. Đắng cay chỉ riêng mình ta. 98 36 62 đâu rồi? Vẫy tay chào câu hẹn câu thề. Ok Nguyễn vui tí xíu. Vui không anh chị ơi nào? Thứ bảy nào? Vui. Máu chảy về tim đâu người ơi? Hey, hey, hey. Là hãy cho tôi nào. Hãy cho Sa Văn và hãy cho tôi nào. Một vài lượt like và vài lượt chia sẻ. Hello chị Cao Minh nào. 37 97 nào. Texas, Texas 65 61 nào. Hello chị Miêu Nữ đến từ Texas. Way. Welcome everybody. Dùng LV, hello anh Nguyễn Phong nè. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Cho luôn nào. Hãy cho tôi một giây phút thôi. Để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không? Đang cho tôi nụ cười là lời. Nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng. Anh
tôi sang, anh cho tôi mê, anh cho tôi quen luôn kiếp tu đây. Chín tám 1886 theo 98 nào. Các chị ơi, chúng ta đều ở tỉnh thành nào, chúng ta lên con số đi để Minh Nguyệt và Sa Băng xin kính chào toàn thể quý anh chị này. Và đừng quên là chia sẻ nhiệt tình cho Minh Nguyệt và Sa Băng để buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhau rực rỡ nhá. 92 36. Hello chị Hoa Quả Vân, I love you. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không, ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng anh rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao phiền lãng đọng, anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Hey! Hello 741-38-20-19. Đúng rồi, 19-11 Thanh Ngàn, 37 Vân Lê, Trắng Tinh Khơi, cảm ơn chị Nguyễn Liên nào. Hey! 90-90 Hà Nam đúng không ta? Hey! 12 trong 18 nha, 18 trong 12 nhưng quên. Nguyễn Thị Son chào chị được gái nào, chào chị Vũ Huyền xuất sắc, cảm ơn chị Hồng Quyết nào. Hello 29 nha, Trần Hoài Đồng Hương. Và tiếp các khúc tiếp theo để gửi tặng cho toàn thể quý cô chú anh chị đó là Sầu Đông. Where? Sầu Đông còn đến bao giờ? Đến bao giờ? Where chắc mới. Where các khúc được mang tên với tựa đề Sầu Đông gửi tặng toàn thể cô chú anh chị chúng ta nhá. Và mọi người đừng quên là ấn like thả tim, đặc biệt là chúng ta phải nói lên tỉnh thành của mình ở đâu để chúng em có thể chào, gửi lời chào thân ái toàn thể mọi người. Đặc biệt đừng quên chia sẻ cho Minh Nguyệt và Sa Băng. Ok. Way. Em cũng yêu chị Huyền Vũ ơi. 88 Thu Hương em xin chào, 14 Phạm Hưởng em xin chào. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao vô phương vã. Tình sâu anh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ xóa đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo từng ly. Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn tiếc nhớ phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi. Đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu ra băng vào nơi cuối trời như là 86 nhá. Sầu đông còn đang bao giờ? Hello chúng tôi, hello 18 nằm đây, đang nằm à? Cái số. Bây giờ chúng ta cùng comment là mình đang ở tỉnh thành nào, số bao nhiêu, đang nằm, đang ngồi hay đang đứng hay là đang đi à? Hello tất cả các chị yêu thương nào, con số 3 đầu tiên nào. Sa Băng 86 Bình Thuận đang ngồi hát đây. Minh Nguyệt 18 năm nay cũng đang ngồi hát nè. Đang chờ các chị chia sẻ đấy ạ. Hello 47 Hồng Trinh nào. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ rời đi phương trời, biết đâu trên đường vắng nẻo tư lý. Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn tiếc nhớ phút giây ban đầu. Ngày
ngoài ngông bước chán buồn, chán buồn. Em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông tình yêu xa bằng vào nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Bài tango vui. Sau đây chúng ta sẽ đến với ca khúc của Hải Tango vui nhé mọi người ơi. 29 đang ngồi hóng 18. Cảm ơn à. Em chào chị Ngọc Dầu, chào chị Hồng, chào chị Diễm Phan 50-59 collagen rất ngon nên chị nào uống cũng đẹp gái. Cảm ơn chị Kim Tony nè. Hey, hello, cảm ơn anh lâu. Anh Danh, cảm ơn chị Vũ Diệp. Không để lỡ một phút giây nào cả. Bây giờ sẽ đến bài tango không được vui lắm mà là quá vui. Vui. Ôi anh chị ơi, chia sẻ chúng có số 3 nào. Số 71 đang nằm võng nghe thấy không? Ok, trường hợp biết nằm võng và đu đưa không phải là hư nhá. Đu đưa mà để lắc lư là cho hết buồn. Hey. Hello, 8822 có anh chị không ghi là đang nằm, đang ngồi hay đang cười hay là đang như thế nào nhỉ? Anh ơi, ta vui cho hết đêm nay. Anh ơi, ta nâng ly uống cho say. Để ngày mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dại khờ. Vẫn biết yêu đương là nước mắt, em vẫn yêu anh mà thôi. Yêu, em trao anh hết con tim, con tim. Đêm đêm em mơ xanh bước bên anh, cùng dìu nhau đi bài tango. Em đưa anh vào vườn y, phút giây tình đắm đuối sẽ mãi theo em một đời. Khúc hát tan vô tình chưa dứt, anh nỡ ra đi thật xa. Điệu buồn tan cô ngân nga cùng đàn xa, đưa anh đi về chốn nào giờ còn mình em lỡ bước nhà. Buồn đêm nay tay nâng ly rượu cay, không ai em dịu bước cùng. Ôi khúc tan vô lẻ loi, ôi khúc tan vô lẻ loi. Đúng là trời sinh một cặp ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị của mình. Cái cặp song ca này các chị chia sẻ thật là nhiều nha các chị nha. I love you. Chúc cảm ơn. 36 đang hát cùng sao bằng ái. Nghĩa là vừa coi tuyển hát vừa hát theo đúng không? Ok, không sao cả, chúng ta cùng luyện thanh nào. Nhớ đóng cửa thật kín vào nha, để ảnh hưởng hàng sớm tối khuya là ta đó. Mới sớm mà thoải mái 9 giờ. Ta vui cho hết đêm nay. Anh ơi, ta nâng ly uống cho say. Để ngày mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dại khờ. Vẫn biết yêu đang là nước mắt, em vẫn yêu anh mà thôi. Khi yêu, em trao anh hết con tim, con tim. Đêm đêm em mơ xanh bước bên anh, cùng dìu nhau đi bài tango. Em đưa anh vào vườn y, ngỡ phút giây tình đắm đuối sẽ mãi theo em một đời. Khúc hát tango tình chưa dứt, anh đã ra đi thật xa. Điều buồn tango ngân nga cùng đàn xa, anh đưa em về chốn nào giờ còn mình em lê bước nhà. Buồn đêm nay tay đang ly rượu cay, không ai em dịu bước cùng. Ôi khúc tango là lối. Điều buồn tango ngân nga cùng đàn xa, anh đưa em chốn nào giờ còn mình em lê bước. Nhạc buồn đêm nay tay đang ly rượu cay, không ai em dịu bước cùng. Ôi khúc tango là lối. Em say rồi chị Băng, phải chơi say à? Hôm nay phải say đi. Hôm nay anh chị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau say nhá. Bố làm nhanh quá rồi, bấm không kịp quá. Cho nó nhanh tay, làm sao nữa, tập dần đi, thêm nhanh lên, tăng tốc độ lên, gọi là tốc độ lên, vô mắt. Không phải, tôi không muốn nhanh mà cái mạng nó không nhanh. Nhanh lên mạng ơi. Đây, anh Nguyệt, anh có biết không? Trinh Collagen, nước hoa phát, cảm ơn chị Đoàn Huyền. Hay muốn xỉu, cảm ơn chị Nguyễn Thị Môi nè. 77, Nguyệt nên dừng lại, sao vậy? Nguyệt nên dừng lại, trắng đẹp trong tim anh. Băng Nguyệt ơi, cảm ơn chị Anh Phúc nè. Ê, cảm ơn chị Thanh Liên. Em không phải mặc màu trắng mô. Em mặc màu này là màu navy, phải không? Navy là cái màu gì vậy?
I don't know. Không có biết đâu, thì nghe nói vậy cho nó sang. 3K dành cho yêu thương ơi, và mỗi một người tặng cho chúng em một lượt chia sẻ. Tôi là con số 4, chúng ta lên nhá. Thứ 7 hãy cho nó máu chảy về tim, và đừng bao giờ chúng ta để một cái giây phút nào chảy đi đâu. Xuống dưới. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Thấy chưa? Và ngay sau đây, ca khúc được mang tên với tựa đề Em Say Rồi sẽ được gửi tặng cho toàn thể quý cô chú anh chị. Music on. Ok. Em say. Are you ready? Mỗi người chúng ta hãy cùng nâng một ly bia rượu với mấy người và Sa Băng nào. Em say rồi, hãy ôm em chặt đi anh ơi. Em say rồi, vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say mới nói con yêu anh. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ. Say, anh có thể đến đây không? Có thể để em ôm lấy anh không? Đừng trách móc sao em quá phiền, cũng đừng hỏi em điên hay sao. Dù đã chia tay, cũng chớ vô tâm đến vậy. Băng say, nguyệt say, 1, 2, 3, 4, 5 ly trăng đắng bằng nước mắt ướt trên mi. Dù ai hỏi em đang buồn gì, em cũng nói em đâu có gì. Cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu được. Hãy đưa em về đi anh ơi. Em say rồi, hãy ôm em chặt đi anh ơi. Em say rồi, vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say mới nói con yêu anh. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thế. Anh ơi, anh liệu mình có thể quay lại? Chẳng phải chẳng còn yêu nhau đến như vậy. Bạn em mắng sao em khờ dại, tim đã vỡ như hoa phai tàn. Kẻ ngốc như em vì yêu nên chẳng mà. Hãy đưa em về đi anh ơi. Em say rồi, hãy ôm em chặt đi anh ơi. Em say rồi, vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi. Có lẽ là vì say mới nói con yêu anh. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thêm. Chắc anh chưa từng biết khi yêu thương một người. Chắc anh chưa từng sợ khi quên đi một người. Miệng cười mà những nỗi đau lạnh buốt trong đầu. Chẳng phải là vì say mới muốn bên anh đâu. Chẳng phải là vì say mới nói con yêu anh. Người ta đem đâu có say, em đâu có say. Thật ra em đâu có say. Anh đâu có hay. Hello, ok Hà Ngô. Trời ơi, kem chống nắng. Dạ, cảm ơn tất cả. Quất luôn liều thuốc cho nó sung. Sung. Hay lắm Sa Băng Nguyệt ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Máu đang chảy về tim rồi anh chị ơi. Ấn nút chia sẻ đi ạ. Kéo view cho mấy người và Sa Băng nào anh chị ơi. Hey. Trời ơi, không thấy Sa Băng đứng lên hát, người ta đứng tịch đình nào rồi. Đứng tiếp đi chị, này chị đứng chị quẩy banh nóc nhà cho em đi. Đứng hư ghế. Đứng hư ghế á. Ngồi với hư ghế đấy, em thấy chị ngồi chị quẩy mặn quá thôi. À gì? Lên.
đứng lên quẩy, chị đứng lên, chị quẩy cho em. Nhìn băng thảm quá, sao thảm vậy chị gái ơi? Cảm xúc quá. Quẩy đi chị băng, đúng rồi. Mùa đông như vết kín kỷ niệm của đôi mình, lúc đã xa vắng nhau. Dường như anh vẫn lối quay về giống nghe lòng, còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi vẫn những nỗi xót xa răng ngang. Đời người dành cho ta mật ngọt vội và dĩ vãng sẽ mãi không phải nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Lời tình xin ta viết cho người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chỉ một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang. Đời ngày đành trôi qua mật ngọt vời và dĩ vãng sẽ mãi không phải nhỏ. Khi con tim yêu luôn khát khao chỉ còn lại niềm mơ. Vô giấc bao đêm ngập ngồi cõi mơ nghe như trái bay khi bao nhiêu đêm ngủ màu. Anh đi mang theo vầng trăng thó nào để bầu trời hoa nhất thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đang khóc tên con từ lướt sông lên đây tìm hoài bên mơ trong đêm cây xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thó nào để bầu trời hoa thương nhớ. Xa vời dù chưa vội quên tình anh thì em còn đã mê hiểu. Một mình em bước đi trong đêm vội vàng chỉ như bước chân lẻ loi. Anh chị ơi, máu ở đâu là máu ở đâu? Ở chỗ nào là chỗ nào là máu? Giờ nào phá nát chút tim mong người vô sắc bao đêm ngập người coi mơ nghe như chưa mấy khi bao yêu thương ố mộng. Anh đi mang theo vầng trăng thó nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên con thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng thó nào để bầu trời hoài thương nhớ. Dấu yêu chơi luôn nha anh chị em. Máu ở đâu là máu ở đâu? Máu chỗ ở này đâu nhiều máu này. Chỗ này nhiều máu này. Ở này không tìm thấy nữa. ABCDEFG có phần dưới không? À chị nhớ rồi, nó nằm ở bên kia. Bên đâu? Bên đây đứa nào. Quẩy bánh nông nhàn hello chị Hoa Lê nha. Hai tình yêu chiêu quá, chiêu không chị ạ? Mình phải sao nói sao ta mọi người. Phải rực rỡ lên anh chị ơi. Cảm ơn chị Lê Quân, cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương nào. Và các khúc tiếp theo sẽ là một khúc gì đây mọi người ơi? Ê cái này là mình phải dàn dựng hai đứa mình đứng quay lưng lại với nhau. Từng cái quay mặt qua đây. Từng từng như vậy. Xong rồi. Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày. Tình sao trong phai để mình ta ôm sầu đau. Ngày nào còn thấy môi em cười, giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi. Nhớ anh, em vẫn thầm nhớ. Một mai nhé anh, về bên ấy chưa quen câu thề. Câu thề xưa, lời yêu đã say, mình đã cho trao ngày ấy. Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ anh, em nhớ suốt đời.
tình đôi ta đã xa còn đâu. Dấu yêu ngày sớm vì sao anh đã quên, vắng anh đợi em ngày càng nhung nhớ thêm. Thoáng nghe hồn bâng khuâng mơ hình bóng anh về. Hey, chị Trần Uyên ơi, cái bài dấu yêu này có trên Zing MP3, các chị lên Zing MP3 gõ dấu yêu remix Sa Băng sẽ có nha. Các chị lên đó bấm Sa Băng là sẽ có rất là nhiều danh sách list bài hát của em trên Zing MP3 cũng như là YouTube nha các chị nhá. Không thể lên Google. Một mai nhé anh về bên ơi, chắc quên câu thề, câu thề xưa, lời yêu đắm say mình đã trọn trao ngày ơi. Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ anh, em nhớ suốt đời. Dấu yêu ngày xưa này em có nhớ không? Vắng em đợi anh ngày đêm vẫn nhớ mong. Hóng nghe hồn chơi vơi khi tình đôi ta đã. Hey, có say rồi, cảm ơn chị Liên Nguyễn nè, chị đang quẩy banh nóc nhà cùng với hai em này. Ok chị Hoàng Lê nè, câu tích. Hello chị Phạm Tươi, hello chị Yến Thủy, chị Như Yến. Gửi lời chào thân ái tất cả toàn thể quý cô chú anh chị đang có mặt trong livestream ngày hôm nay nhé. Không biết là mọi người chúng ta có cảm thấy là không khí ngày hôm nay rất là vui không ạ? Và em và Minh Nguyệt sẽ băng tin rằng là những cái giây phút này cũng là những cái giây phút mà chúng ta cảm thấy là mới nhìn thấy được những cái sự dễ thương nhất của Minh Nguyệt và Sa Băng. Trong ngoại trừ những cái lúc mà rất là nghiêm chỉnh ra thì cũng có những lúc khá là dễ thương đúng không? Từng. Đúng rồi. Yêu bài đấy, bài yêu em dài lâu, bây giờ nó có hơi ấy không nhỉ? Hơi nhẹ nhàng. Bài đấy nhẹ nhàng quá đúng không? Dài thì hát. Đúng rồi. Nguyệt, có áo dài chưa? Để Minh Nguyệt đi mua cái áo dài cho nó mặc nhá mọi người ơi. Ê này không? Ơi. Đâu biết đâu, chưa biết cái biết luôn. Chị khều. Ok. Quất. Bao nhiêu một tô cơm mộc đá chị Trần Lan ơi, 350 đối với trẻ em và 600 với người lớn nhé. Người lớn từ 13 tuổi trở lên là 2 hộp. Chị Trần Lan cho em xin số điện thoại nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Phụng. Sao bằng uống nước lọc nên say đó chị Thúy ơi. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm ra rời, giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi. Người yêu ơi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời. Giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vì coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Đúng rồi cô Trần Lan ơi, liệu trình người lớn hai hộp là 600 nhá. Cho mấy người xin số điện thoại nào. Wow. Kim Nhung, Phạm Phương, Yên Lại, lên luôn. Hey. Vui là vui là vui là vui là vui là vui là bắt con gà. Hey. Từng lời hứa, từng lời hẹn thề có nhau trọn đời. Ngày giờ rãnh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi
chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đã đông khi ai được thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây. Mình em trốn đời một mình làm bao đáng kể. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi, hãy quên em đi. Người hãy yêu em đi, người hãy quên em đi. Người hãy yêu em đi, người hãy quên em đi. Gì ạ? Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vì coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua em. Người hãy quên em đi. Người hãy quên em đi. Người hãy quên em đi. Đừng tiếp tục là bài hát đi các chị nữa. Ê, tìm cho cái kho nhạc này một nồi đây nè. Đâu? Đầy đây nè. Đầy hả? Ừ. Bài đây là toàn là những remix luôn đấy. Đấy, trong cái danh sách không nhạc rồi, chị đi hát đấy. Bước qua đời nhau không? Chơi cái nhạc này hơi ngon đấy. Ngon không? Ngon thì phải hát đi chứ để làm gì ta. Để cho nó móc mèo nè. Hát để ôn bài và buổi tôi đi solo. Anh nhảy luôn hả? Gõ. Đố các anh chị bài hát gì đây? Các chị đố được có thưởng. Nhưng mà lúc mà chưa hát ra nha. Nó hát thì nói rồi còn gì nữa. Ủa nói rồi hả? Nói rồi. Thôi bỏ. Sẽ làm lại. Thầy ơi Nguyễn Hồng nè. Chị Minh Nguyệt với Sa Băng mới 18 tuổi. Mới tất cả 18 tuổi. Trời ơi mọi người ơi, trẻ thế sao? Qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chạm. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khuất đau là tích cười. Mày đã luôn từng nói anh không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cứ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào anh thấy tiếc nuối vì ngày xưa vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày ấy xa anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đấy xa anh và em chúng ta bình tĩnh hơn, ngày đấy xa anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ khó bước qua đời nhau. Chị đang nghe qua những giai điệu từ âm nhạc từ nhà DJ Thái Anthony. Bước qua nhân gian hả? Bộ anh đang DJ vô nha. Trời, tướng Minh Nguyệt làm DJ là hơi bị ngon đấy. Mà muốn làm DJ nhá. Rồi nha. Thêm một thứ. Để nương nhau đâu, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết dấu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lắm tiếng cười. Mình đã lần từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ sợ. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào anh thấy tiếc nuối vì ngày xưa vội vàng quá để mình mất. Ngày ấy xa anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày ấy xa anh và em chúng ta bình tĩnh hơn, ngày ấy xa anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. Các bạn này có hay không? Hả? Hay cực thì chơi đi nhờ.
Hay cực. Hơn 3k mọi người kéo lên cho mình người sao ba con số 4 được không ạ anh chị ơi? Tiếc gì một lượt chia sẻ có đúng không nào? Tiếc gì một lượt chia sẻ anh chị ơi. I love you, Chukamo. Yêu chị Nguyệt, thank you Hòa Ronnie. Không yêu chị ghét Hòa Ronnie. Anh chị em ơi, đây nè, lên luôn. Ok. Đố mọi người biết đây là bài gì nào? Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy cất tiếng ca cho đời mới say. Hãy cất tiếng ca cho đời mới say. Nhạc vui cùng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Nước mắt rất cứ chia tới một sông. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đau mà chỉ người ơi đừng nhớ. Trưởng thứ luôn á, hai cái trưởng thứ. Nhớ không quên ngôi sao cô đơn nha. Ok Nguyễn Hùng. Hello chị gái Hồng Hoa cao nhất trong hội. Anh hãy xin cho vội buồn. Anh hãy xin cho vội sầu. Anh hãy xin chờ lo. Đời này có bao lâu. Em sẽ yêu mãi anh thôi. Yêu đến muôn kiếp mai sau. Trái tim ta buồn. Chị gãy đàn, cái đàn là đàn gì? Chị có hát ở đây đúng không? Đây à? Hát lần như này. Sẽ. Cảm ơn chị Thúy nào. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Buồn đau mà chỉ đời ta làm mới. Đời ai buồn đi đời ta là mới. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy đến với nhau đêm nay. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đau người ơi là chỉ đừng nhớ. Ok. Ok, cảm ơn tất cả anh chị. Bây giờ là chúng ta vừa những giây những cái chương trình mà chúng ta như gì những phút giây đang chiến đấu với âm nhạc. Bây giờ rồi này. Đúng rồi. Mà chị chúng ta không nhanh tay là đầu tháng là chúng ta sẽ không có DC Night đẳng cấp để dùng nữa đây nè. Ok, Anna Kim, em thấy số điện thoại của anh chị rồi nhá. Nắm tay nhau trên đường tung tăng với các ngày tháng.
dấu chân xưa ghi lại được ta yêu nhau ngày ấy. Mắt em xanh vì anh, mắt em vui vì anh, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối, gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn này vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa, ở nơi đâu em xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu, muốn nhìn chung không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình em tìm mong anh như chim lạc lối. Ngày chờ đêm không mơ trong lòng, giông tố giấc mơ sau chưa dứt nỗi buồn. Dùng sử dụng collagen là bắt đầu từ 25 tuổi trở lên nha anh A Hương ơi. Và nếu mà mình muốn da căng nhanh thì dùng cái loại này giúp em 1.100.000 đồng một hộp. Muốn 4 hộp 4.400.000 đồng được tặng thêm một collagen DC Nice và kèm thêm một tiếp kem chống nắng. Còn nếu mà da chúng ta bị sạm nám hay tàn nhang, chúng ta muốn hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang thì ưu tiên sử dụng loại này. 790.000 đồng một hộp, mua 4 hộp 3.160.000 đồng sẽ được tặng thêm một collagen DC Nice nha. Nhanh tay để lại số điện thoại nào. Yêu dù là xa, nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu, muốn nhìn chung không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em ra vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình em tìm bóng anh như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, giông tố giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Yêu dù thật xa, nếu đôi ta xa nhau thật sâu, muôn nghìn trường không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, giông tố giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Giấc mơ sao chưa dứt nỗi buồn. Hey, giọng nói của Băng Nguyên đã rất là hay và truyền cảm với chị gái rất nhiều. 55 tuổi thì vẫn không một để chúng ta sử dụng collagen nha. Cô Thái Hoàng ơi, cô để lại số điện thoại giúp con được không cô? Cô để lại rồi á. Sao á? Chưa cô Thái Hoàng chưa để. Cô để lại số điện thoại giúp con nhé. Nước hoa bao nhiêu tiền? Phát âm chuẩn ra đúng anh Khang. Mỗi người một giọng nói. Cảm ơn anh Bách Huỳnh. Cảm ơn Lê Vinh ạ. À. Nước hoa bao nhiêu tiền? Nước hoa bao nhiêu tiền? Cảm ơn chị Trang. Chia sẻ với toàn thể của anh chị. Đó là gì ạ? Nước hoa của bên em, đây là những set nước hoa cuối cùng. Set cuối cùng rồi. Nha mọi người ơi. Okay. Bây giờ từ. Ngày nào Minh Nguyệt và Sa Băng cũng nhấn mạnh để cho mọi người chúng ta mua được giá rẻ. Mà các chị không mua được giá rẻ là tại các chị các nhá. Không phải tại Minh Nguyệt Sa Băng đâu nhá. Vì cái này chắc chắn là tháng 9 mà mua mà có sản phẩm là chúng ta mua giá gốc đấy ạ. Không chứ không được 1.660.000 đến đâu ạ. Nên chúng ta phải nhanh tay. Đặc biệt là DC9 của bên em cũng hết hàng luôn. Chứ là đợt này sao cái gì cháy hàng ta. Hay là do cái nhập khẩu nó khó khăn về cái kho nhập khẩu khó khăn cho nên là hàng về rất là chậm, về nhỏ giọt thôi các chị. Cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta đang có điều kiện, đang có cơ hội và đang xem tụi em live mỗi ngày và đang có chương trình khuyến mãi thì các chị nên mua đi các chị ơi. Tại vì hàng ít nhưng mà tại sao bên em vẫn duy trì cái chương trình khuyến mãi cho tất cả các anh chị? Các anh chị sẽ đặt câu hỏi đúng không? Tại sao nói hàng nhập về không được? Tại sao nói là hàng không đủ bán mà tại sao các anh chị vẫn khuyến mãi? Tại vì đó là cái món quà tri ân. Quà nó tri ân là một cái chuyện khác, bán để lấy tiền là một chuyện khác. Nhưng bây giờ không thể nào mà không bỏ qua cái khâu tri ân khách hàng được. Cho nên các anh chị ơi, mặc dù là hàng không đủ để bán nhưng mà tụi em vẫn phải chích ra một ít để làm quà tặng cho tất cả các anh chị để tri ân tình cảm của các chị nhé. Vừa rồi cái collagen sủi tươi cũng chả đứt hàng tận 2 tháng chứ bộ. Cái collagen này mọi người, tức là cái thời điểm này tại vì collagen bên em cái nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài mà. Ví dụ collagen sủi này thì nguyên liệu nhập khẩu tại Pháp, collagen viên này thì là nhập nguyên liệu nhập khẩu tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thì thực sự là mọi người cũng biết là theo cái thời gian vừa rồi thì châu Âu cũng có vấn đề về vấn đề chính trị đấy ạ. Nên cái đường nhập khẩu rất là khó. Chính cái dòng collagen sủi này đã bị đứt hàng tận 2 tháng mà khách hàng hối DC quá là hối luôn mọi người ơi. Bên em sốt ruột luôn đấy. Chính vì vậy mà đợt này khi mà có hàng về thì mình có cái chương trình khuyến mãi sốc là mua 3 thì tặng 1, mua 6 thì tặng 2 mà mua 8 tặng 3 luôn mọi người. Đúng không ạ? Mua 3 tặng 1, mua 6 tặng 2, mua 8 tặng 3.
mọi người thấy sốc không ạ? Bình thường ra nếu mà chúng ta mua 11 hộp ấy collagen sủi này thì chúng ta phải mua 12 triệu mấy trăm, mà bây giờ chúng ta mua 11 hộp collagen sủi này chỉ với 8 triệu 800 thôi. Đó, tức là có nghĩa là đây là cái chương trình tri ân khi mà mọi người chờ đợi quá lâu. Sau 2 tháng đứt hàng thì collagen sủi tươi bên em mới về hàng. Đúng và rồi. Collagen DC9 thì thực sự là để có thể sản xuất được một hộp này này, đó là một cái sự rất là khó khăn nha mọi người ơi. Kiểm định rất là nghiêm ngặt, bởi vì cái dòng collagen DC9 nó chứa rất là nhiều những cái thành phần dinh dưỡng. Vậy thì đơn giản là bên em phải làm sao, phải qua những cái công trình, cái công đoạn rất là nghiêm ngặt để tới được cái tay người tiêu dùng. Vì vậy là trong một thời gian ngắn vừa qua thì collagen DC9 có về được một số lượng ít, thì hiện tại bây giờ đã trong tình trạng bắt đầu hết hàng rồi. Vậy nên là nếu như anh chị nào chúng ta yêu thích cái đẹp, tin tưởng DCPT, chúng ta cần phải nhanh tay để lại số điện thoại để mua collagen để dự trữ. Bởi vì collagen của bên em ấy thì có hạn tận 3 năm kể từ ngày sản xuất, mà sản xuất tận năm 2022. Đặc biệt là collagen DC9 này sản xuất mới ra lò vào ngày 11 tháng 8. Đúng không chị? Đúng rồi, mới sản xuất vào ngày 11 tháng 8 mọi người ạ. Mà 3 năm có nghĩa là tới tận ngày 10 tháng 8 năm 2025 mới hạn cơ. Chính vì vậy mà nếu như bây giờ mà chúng ta mà không có trong tay cái dòng collagen DC9 này rất là tiếc. Thứ nhất là chúng ta có tiền không mua được, thứ hai là không còn để tặng cho mọi người, chứ không phải là bên em tiếc đâu ạ, mà không còn để tặng nữa. Nên chúng ta cần phải nhanh tay, đến tháng 9 là sẽ không còn collagen DC9 tặng nha mọi người nhá. Thế bây giờ chúng ta muốn có DC9 chúng ta làm gì ạ? Chúng ta mua liệu trình để uống. Đúng rồi. Đó, chúng ta mua theo liệu trình. Chúng ta uống cái gì cũng vậy, đúng liệu trình thì nó sẽ tăng cái hiệu quả hơn là chúng ta mua một hộp, chúng ta ngưng mua hộp, ngưng thì cái hiệu quả nó không, hầu như là nó rất là ít. Cho nên là chúng ta nếu mà muốn dùng mà tăng hiệu quả, chúng ta thì nên mua liệu trình, và chúng ta mua liệu trình rồi chúng ta sẽ có lợi nhuận rất là nhiều. Chúng ta mua 4 hộp collagen DC Plus thì sẽ có giá là 3.160.000 đồng, thì chúng ta sẽ được tặng thêm một collagen DC Night trị giá 1.600.000 đồng nha. Còn nếu chúng ta mua cái collagen sủi tươi này thì với sẵn khả năng hấp thu nhanh và làm da chúng ta căng nhanh thì với giá là 1.100.000 đồng một hộp. Chúng ta mua 4 hộp trị giá 4.400.000 đồng cũng sẽ được tặng thêm một collagen DC9 trị giá là 1.600.000, kèm một kem chống nắng trị giá là 290.000 đồng. Tư vấn kem chống nắng đi, chị đã mua kem chống nắng rồi nha, thích em hay em tư vấn rõ thêm về sản phẩm. Thì cái kem chống nắng này với độ chống nắng là SPF 50 cộng và PA 3 dấu cộng là cái độ chống nắng khá là cao trên thị trường. Thông thường thì một cái sản phẩm nó chỉ chống được UVA hoặc sản phẩm đó chống được UVB, nhưng cái sản phẩm này bên em cam kết với tất cả các anh chị là chống được cả UVA và UVB, cũng như là những ánh sáng xanh từ điện thoại, màn hình laptop, màn hình điện thoại di động luôn, màn hình TV luôn nha. 290 một tiếp, và chúng ta mua 2 sẽ được tặng 1 với khả năng bật tông. Nó có bật tông nhẹ thì các anh chị thoa lên nó sẽ tự bông bật lên, tùy làn da nó sẽ bật từ 1 tới 2 tông. Thì hạn chế chúng ta là khả năng là chúng ta đắp thêm nhiều lớp phấn, lớp nền, lớp này cái nọ dày mặt chúng ta, da chúng ta bị bích bùng khó chịu, và làm da khi mà da dày lên thì nó sẽ bị sần và khó chịu lắm nha các chị nha. Mua sản phẩm này 290 một tiếp và chúng ta sẽ được tặng thêm một tiếp. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Hát một bài bolero nữa chị nghe. Ê, hát bài này không? Trừ nữa hả? À biết đâu. Ha, kệ trừ đi chứ. Có leo lên được có đau. Ok các chị ơi, mua hàng thì các chị nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nha. Cảm ơn Trường Vũ. Cảm ơn tất cả các chị. Ô, hai giọt nước quen. Cảm ơn chị Hạnh Ngô ạ, hai kem chống nắng tặng Son, cảm ơn chị rất là nhiều. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Thấp đúng không? Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình chọn trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình này chết như lá úa thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm,
của hai chúng mình. Ngỡ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương. Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương. Của tôi xuân vừa tròn, xa nhau mấy người, không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nay chia, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Hay quá, cảm ơn chị Hoàng Hà, cảm ơn chị Ngọc Diệu Ngọc, cảm ơn chị Thu Hà nè, cảm ơn chị Hồng Lê, chị gái Hồng Lê, chị Thu Hà, An Ni Ngô, chị Ngọc Tuyết, Trang Hữu Tâm. Hay à. Không bao giờ quên băng đâu, nhớ nha. Quên anh. Đau lòng quá mọi người ơi. Chào tất cả các chị mới vào nhé. Bông hoa mang tím bằng lăng hát rồi chị Hồng Trâm ơi, chứng tỏ chị Hồng Trâm mới vào live stream rồi. Đúng rồi. Ồ, đó. Hello tất cả, vừa xinh đẹp hát hay. Cảm ơn chị Bùi Sáng, cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương nè. Mọi người ơi, chúng ta mua gì cũng được, nhớ để lại số điện thoại cho bên em. Ngày nào Minh Nguyệt và Sao Băng cũng like, đặc biệt là ngày nào cũng ngồi đây. Chính vì vậy mà sản phẩm có thế nào thì nói như vậy nhá. Có khả năng nha anh Nguyễn Thanh Băng, có khả năng. Nếu mà vì xấu mà bồ bỏ mình vì xấu quá thì mình uống collagen đẹp lại thì có khả năng vợ không, sẽ quay về. Lúc đấy không quay về đâu. Tìm người tại khác sao? Mới hơn. Lúc đấy là không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào thì tình chẳng răng dở. Yêu rồi đến cũng phải tệ nhạt. Anh Băng nghĩ gì làm gì chứ mệt đầu. Cứ mặc định cô ta là người tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của cô ta là kim cương, nhưng lại không thể trở thành người chế tác một phần. Cô ta muốn tập trung sự nghiệp nên đành phải ra là cự tuyệt. Gì đó. Đây này này. Thế một bài nữa đi rồi về ngủ đây. Các chị ơi có son dưỡng không? Nhà bên em có son là màu nha, không có son dưỡng nha. Các chị ơi mua hàng bên em các chị nhớ để lại số điện thoại. Sau khi tụi em offline rồi các chị vẫn để lại số điện thoại được nha các chị nha. Ok Quỳnh Như, hai lọ tăng cân là 600 ngàn nè. Sẽ được miễn phí giao hàng. Tất cả mặt hàng bên em đều miễn phí giao hàng. Hết luôn. Chấp hết. Chấp hết luôn. Chấp hết shipper luôn. Anh biết chẳng anh em khổ vì ai, em khóc vì 291 tiếp, mua 2 tặng 1 chị Sáng Mùi ơi. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, chỉ còn lại đống cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu em sao giống đời đó phù dung. Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn, chưa thắm vội lìa tan. Thuở xưa ngày đầu của nhau, hiền hòa ngày đầu
sắc màu. Người đánh bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thương nào khi cố quên, nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xoa được buồn hôm nay, người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sâu chót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Chị Mộc Lan có quả avatar như một cười. Trời nhớ mong gặp chị Mộc Lan lắm luôn nè, chưa bảo luôn. Chị Mộc Lan báo đơn cho chúng em đi nào, quất quất số chị ơi. Giao được qua cho bà thì bà mua đó, bà nói giàu bà nói câu đó ơi. Đúng không? Tư vấn kem chống nắng á, bên em 290 một tuyết nhưng mọi người ơi, chúng ta mua 2 tặng 1 này nhanh tay, bởi vì đến sang tháng chúng ta sợ là không có hàng để bán này. Chúng ta nhanh tay nhá, 290 một tuyết. Kèm số điện thoại sau cái comment của các chị để chúng ta cùng mua hàng bên DC Beauty nhé các chị ơi. Chị Minh Đoàn ơi, cái bài đó chúng em phải tập đấy nhá. Có lần bây giờ biết chúng em lâu cũng hát sợ quên ha, em tập nhá. Lần sau em hát tặng này, cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau cánh vắng bơ vơ sâu đau. Mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu. Trắng nước bạc màu, người đánh bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thương nào yên. Nhiều khi cố quên, nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay, người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu chót yêu nhau rồi giao nỡ đành làm khổ nhau, để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Bao giờ biết tương tư mà bài đó để em tập nhá. Cảm ơn Giang Lê, cảm ơn tất cả các anh chị. Và vừa rồi các anh chị vừa nghe có cái bài hát trong những thuộc dòng sở trường và kiểu như gu của tụi em. Nói mọi người nghe thì chia bài sẻ với mọi người là em đó. Bolero chính là dòng nhạc sở trường của Minh Nguyệt Sa Băng đấy ạ. Right. Đây là thực sự để mà nói là tất cả dòng nhạc khác chỉ là phụ họa thôi. Riêng Bolero đó là cái dòng nhạc sở trường mà Minh Nguyệt Sa Băng thấy là Minh Nguyệt Sa Băng hát đỉnh nhất luôn đó mọi người. Trên phố xíu là tại vì đúng rồi, xui thôi. Không phải là xui hay đâu. Là quen đi, xui mình, thôi. Mình hát thế cho mọi người đỡ biết là mình hát Bolero hay chứ. Đúng rồi, tụi em cố tình tạo ra cố cái tình drama, tạo ra drama đấy thôi. Chứ còn thực tế ra là chúng em là hai cô gái vàng trong làng Bolero đó mọi người ạ. Thế là anh chị, bởi vì tại sao nếu hát hay cái quá bằng, thì cái bằng vua thì thường hay họ hay hay lấy gì đi ra ngoài đường để cho họ nhận ra ổng nói cái bằng gì
Là gì? Cái ông vua mà ông muốn đi ra ngoài đường người ta không nhận ra ông thì người ta nói bằng cái gì á? Đi du hành. Biết rồi nhưng mà cải trang hả? Cải trang. Còn tụi em cũng đang cải trang để mọi người không nhận ra giọng ca vàng. Không trong... không, bình thường là ví dụ ca sĩ người ta hát ngọt ngào như thế thì sợ là mình hát cũng ngọt như vậy mình mọi người sẽ không nhớ được tên của mình. Không ấn tượng. Nó không có ấn tượng. Đúng rồi, thế nên là mình người sao băng cố tình là hát để nó méo đi vì cố tình hát để nó không vào cái bài hát thôi. Thì thực sự là đây là sở trường của mình người và sao băng đấy mọi người nhá. Đó, thế nên anh chị chúng ta sau này vào ấy cứ yêu cầu bolero thôi. Ok, và thôi bây giờ để lại các chị đọc lại những giây phút bolero ngọt ngào của Sao Băng và Minh Nguyệt trong đầu ngủ ngày mai mơ thấy tụi tối nay mơ thấy tụi em nha. Và bây giờ thì cho phép Sao Băng và Minh Nguyệt xin gửi lời chào đến tất cả các chị, cảm ơn tình cảm của các chị, nhất là các chị còn lại nơi đây là những các anh, những người chị ruột của tụi em. À, cảm ơn tất cả các chị, chúc các chị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn tràn đầy niềm vui mà may mắn, luôn luôn đồng hành cùng với tụi em nha. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. See you.